đâu ấy. Truyền thông Văn Kiên. Đây là cha đang trên đường vào quê ngoại ở xã Nghĩa Thái, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định đấy. 200 mét nữa. Bên này là cái con sông Đào này, đẹp chưa? Ra đây phải đúng không? Không, cứ đi thẳng đi. Đây rồi, cầu lên thôi. Rẽ trái tại cầu Nghĩa Thái, sau đó điểm đến của bạn sẽ nằm ở bên trái. Đây là cầu Nghĩa Thái này, rẽ phải này. Đấy, quê ngoại đẹp chưa? Ở Lâm Định làm hay lắm. Đẹp lắm. Rẽ phải. Mình đẹp mà nó cũng ứng nhiều. Nó rộng hơn giống ứng. Của nhà nào cũng có ao. Thế ao trước mặt đẹp. 200 mét nữa, rẽ trái. Đấy, nó nói 200 mét nữa rẽ trái đây này. Xây mộ về nhà. Đứng nhà bà. Rẽ theo con xe máy rồi. Có cường lên đi rồi. Đấy. Đường đây là đường xã và đường thôn đấy mà rộng như đường quốc lộ luôn, đẹp chưa? Đã đây nhá. Chuẩn bị rẽ trái đấy. Đường lên thôn mà nó rộng này đấy. Thôn mà rộng nhỉ. Đường này có miệng đấy. Nam Định làm hay. Sạch sẽ lắm. Đẹp nhỉ. Cái đến 800 mét nữa. Đúng rồi. Đấy, 800 mét nữa là đến nhà rồi. Cái đất nó rộng, không như ống ứng. Ống ứng đất chật quá. Rộng cái này là các bà đi để mạ ta giữ đường như này thì cứ bảo sao cấy mạ họ xem mạ cho mạ chuẩn bị xuống đồng làm được cái làm nó nhẽ là không được làm ở đây đường nó cứ gieo mạ rộng thì chật. Đây là không phải Thái Bình em ạ, đây là Nam Định, Nghĩa Hưng Nam Định, thuộc huyện Nghĩa Hưng Nam Định, xã Nghĩa Thái. Đây nhà lạo có ao trước mặt thoáng. Mùa hè mát lắm. Bà này. Mẹ xuống đường làng mà chúng ta cứ đi mình ngõ phát kệ. Đường của ta mà. Cần không cần gì trước cái sau gần. Nó đi vào làng rất sợ mẹ cái đoạn này. Đã vô tổ chức. Bắt đầu vào cổng làng đấy hả? Một cổng mới có này. Lần trước về chưa có này. Mới xây. Làng Nhân Nghĩa này. Đây, đây là thôn Nhân Nghĩa đây, cổng làng đây. Cổng làng của quê ngoại mình đây. Thẳng đây à? Đi thẳng đây. Thẳng được khoảng 200 mét là đến nhà ông Châu đấy. Phục lại cổng làng đấy nhỉ? Nhưng mà cổng làng bây giờ có cái chưa có này. Văn minh nhỉ? Nhà lạc có ao. Sạch sẽ là ao trước nhà. Tới sao nhỉ? Ông Châu đây rồi. Đấy, quê ngoại rất đẹp. Nhà nào cũng có ao, có vườn. Đến chưa? Đây này ông Điệp này, nhà. Ở đây, đây. Rồi. Đây rồi. Ngõ này. Rồi. Đỗ xe ngoài à? Ừ, đỗ ngoài đây. Tôi đi nhìn thì đỗ vào. Chúc kịp đỗ. Bỏ vào Xuân kịp đỗ. Làng quê bây giờ là xây hết rồi. Cũng nhà 2-3 tầng cả rồi. Ừ, đây nhà ông Châu đây, cứ đỗ vào đây. Không, đỗ hẳn cái sân này này. Bà. Ừ, sân nhà ông đấy mà. Ừ, thì đỗ đây sợ xe nó ra vào. Đâu xách đều đồ xuống đi. Bích. Lấy đồ xuống đi. Anh bảo phân là phân đỗ thế nào. Ừ, để. Phải đi lang đi vào nhà. Đây nhà thờ họ. Nhà thờ họ của dòng họ Phạm quê ngoại mình.
cái bưởi năm nay không có quả rồi, quả bé tí. Nhà đấy rồi. Bố nhà không cháu? Bố cháu đang về rồi chú ạ. À bây giờ đang về à? Cái bưởi lần trước về có quả to đùng nhỉ? Đùng nhỉ anh nhỉ? Đây là cái ao trước nhà đây. Nhà nào cũng có ao cả. Quê ngoại rộng lắm. Nhà nào cũng có ao, có vườn. Rẽ phải, sau đó rẽ phải. Sáu trăm mét nữa, rẽ phải. Cái ao này là nhà này nuôi cá. Bây giờ ở quê mình họ hàng ông bà mất hết rồi, về còn có mỗi ông anh họ xa lắm, ông ấy ở đây thì ông ấy quản lý khu đất này thôi, còn nhà mình bỏ luôn rồi. Lên Hà Nội từ năm ba mấy giờ, năm 1930 giờ là bỏ luôn rồi. Rẽ phải, sau đó rẽ phải. Rồi, cảm ơn nhá, hết rồi.